cảm, chỉ em là không có gì hết. Không có gì bằng tiền hết. Điệp đâu đây mọi người? Mọi người Điệp đâu rồi? Đức Anh ơi, Đức Anh gọi Điệp hoặc là anh Linh cho chị cái. Mọi người ơi, 300 mấy mà hôm nay chỉ còn 84k thôi. Hát bài gì đây? Hát bài gì? Chỉ là bài đoàn kiện mới. Chỉ có thôi là chưa đủ. Anh nhà hay lắm, xả xe luôn đâu. Không phải là được nữa. Là dẫn chất ba cước. Rút tới 90% ngày xưa thôi, cái gì đấy. Xả đất ngày sau mỗi lần rồi. Mọi người ơi, ngày xưa Quang Linh nhá. Đây à, đây nào. Đâu. Ngày xưa Quang Linh á, Quang Linh là đam mê âm nhạc. Thế là Quang Linh hát, mình phải Quang Vinh là xuống đi, xuống đi. Nhưng mà bây giờ Quang Linh hát hay lắm. Quang Vinh hát nhỉ? 84k cho một cái loa và một cái mic nhỉ? Có thể hát karaoke hoặc là chỉ cần bật nhạc lên mà nghe thôi. Để anh như thời quá khứ chúng ta quay về. Mười năm từ lần cuối không hẹn lại. Như ngày trước mặt mặt và sâu. À thế tốt. Anh cứ chọn tôi. Hay gì hay luôn rồi sao? Không có người hay, mình không biết hay còn gì nữa. Hay đó mà mẹ thì hay. Mẹ hạ có mẹ hạ được một câu hay. Ông mẹ thì đi loa mới thì là cũng hay nữa mà. Hay quá cái người vậy. Hay chứ còn hay. Đấy, trong những phút chưa nghe bài này bao giờ. Không nào là mình trong điểm. Vinh là nhạc to. Vinh là chỉ hát được thôi. To lên đi. Chị vào tay xuống hết, rồi hạt lại đi. Mọi người comment cho hay, hay. Mọi người comment liên tục cho em chứ hay em mọi người ơi. Hay quá, hay quá. Ghi lại. Chị rất lê với hợp với đế đen hả? Ghi lại. Đừng có ghi lại mà. Hay quá. Đi không? Hà đi hay lắm. Đế đen là hát đại. Sao hồ lô ta chưa thắt đi không? Hả? Đi có hả? Đi có cười. Ông ơi, ông ơi, ông ơi. Vì 500, vì 500 rồi. Vì 500 nghìn. Vì 500 nghìn hả đi? Nhiều điều như như hiệp một điều đúng. Ta mất bao ba năm để trả lời. Bỏ bãi cho đã có một điểm không? Mẹ lúc này khen hay quá. Mẹ lúc đầu thì cái này, lúc sau thì ta phải khác đi. Ở đôi bàn ngất ngơ đạm chỉ, anh yêu anh thanh thản vì người, ta thân thiện đã thôi. Cho anh nói hết câu xa, giấc mơ hồng này đã hoa để anh đến hoa ôm về thương anh. Buồn không tên đừng biết nên đâu không còn đoàn kết với, chỉ cũng đã qua rồi người ơi, bình an đi. Hai mươi phút được 500 lời đó. Hạt bảy người một phút chứ. Hạt đi mà. Hay mà. Hay. Ơ, em ruột của mình mà em ruột của mình. Hồn hộp thực dân, người người sẽ thấy đẹp âm với câu sẽ tay nói buồn. Thời gian biết gánh cho ta chưa đặt mình vào quá khứ sau rồi rồi. Chỉ cần lúc ấy mình nhìn về nhau bằng đôi mắt đã cố đi nhiều. Chuyện sẽ hóa ra không biết được ta như ta vẫn nghĩ. Đừng ngồi đi mau cho anh nói thế câu chào. Giấc mơ không thành đã qua để anh đến hoa ôm về cho anh. Chuyện buồn không tên mình đừng biết
cô. Bỏ bạn không, bỏ bạn không, bỏ bạn không. Thì ra là đây là cảm giác mà mọi người nghe mình hát. Đúng em được gì? Đúng em đuối tiếng đi. Cái này thôi, cái này đừng. Mình bình thường mình hát thì mình thấy bình thường nhá. Sao con Vinh hát mà mình buồn cười em mà nghe này. Ê, con Vinh hát mình buồn cười hay là mình hát mà nghe buồn cười. Buồn cười là mình buồn cười. Bạn này tông cao rồi. Ê, mọi người ơi, đây là cảm, đây là cảm giác. Quên lên bản không? Quang Vinh hát, mình mới cảm nhận được là tại sao mà mình hát mọi người lại buồn cười. Không như mọi người cũng nhận, Linh hay. Không nhìn được cười luôn. Vô lý à, Linh hát hay mà Linh với Vinh không hát được nhỉ? Bố cũng không hát được, mẹ cũng không hát được. Hay là lôi. Lôi điệp đâu nhở? À đây đây, Phạm Quang Linh. Linh, Linh à? Linh chắc được ngon 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 đây. Thêm một lần đau. Đức Anh ơi, tắt dấu hàng đi Đức Anh ơi, tắt dấu hàng đi. Tắt dấu hàng đi đã Đức Anh ơi. Dấu hàng đi đã Đức Anh ơi, lát nữa bật dấu hàng lên không là bị sập ấy. Bên cái mạng rồi. Đâu rồi, bên kia đâu? Bên kia màng kém rồi nghe ạ. Đức Anh ơi, lên đồ ngủ cho bà, cho mẹ đi. Lên bên, đồ bồ đi. Bên kia màng yếu đồ. Đâu nhỉ? Bà đi ngủ rồi mình nghe ạ. Bà không chờ được mình nữa, bà đi ngủ rồi. Bà đi ngủ đây, rồi. Vinh lại đang lên em rồi. Ờ, hình như Quang Vinh không phải anh em phải mình ạ. Em nói là kỳ lên. Không, thực ra là Quang Linh ngày xưa cũng hát như thế đấy mọi người. Quang Linh ngày xưa cũng hát như thế đấy, chẳng qua là Quang Linh nó tập hát nhiều rồi. Ơ, bên kia đâu? Bên kia, ơ. Bên kia bị áo ra rồi. Bên kia màng kém. Bên kia màng kém. Dưới đây, dưới đây. Xem lúc chuẩn băng ra bên đây chứ. Một người nhé. Đâu nhỉ, sao rồi. Bên kia màng kém, không được à?